Hello, chào mừng anh em quay trở lại kênh YouTube Live Spy Moto Vlog. Đây là Thượng tá nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em cái quá trình mình bảo dưỡng em xe GX S150 ở cái cây số là khoảng 13.681 cây số. Kim loại, do đó là nó chống cháy nổ an toàn và không có sợ bị rỉ sét nữa. Thì sẵn mình nói luôn tại sao mà mình thực hiện cái công việc là xúc rửa cái bếp phun xăng rồi dùng cái dung dịch carbon cleaner này làm gì. Tại vì anh em biết đó là cái thị trường xăng ở nước Việt Nam mình là xăng nó kém chất lượng nhiều lắm ha. Nó không như bên tụi tư bản đâu, tụi Mỹ rồi đó. Tụi Mỹ thì xăng nó xài ngon lành, chỉ số octan cao. Còn ở mình là chỉ số octan nó thấp với lại nó kém chất lượng. Do đó là khuyến cáo là cái công việc xúc rửa này là mình làm định kỳ mỗi 2.000 km. Thì anh em thấy ha, sau khi mà mình đổ vô nó gần đầy rồi đó ha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là mình châm vô thôi.
Thì mình sẽ sử dụng theo cái khuyến cáo của cái tờ hướng dẫn tiếng Việt, đó là full bình là 300 thì sẽ xài được với 50 lít xăng. Thì ở đây mình làm một cái bài toán quy tắc tam suất thôi, quy tắc tam suất. Thì ở đây bình xăng là khoảng 10 đến 11 lít, thì mình nhân lên và chia ra thì mình tính là ước lượng là khoảng 68 ml dung dịch này cho khoảng một cái bình xăng đầy. Thì cái này là một cái con số nó tương đối thôi chứ không phải là tuyệt đối ha, không có cái nào mà tuyệt đối được hết. Thì do là mình những cái cốc mà có chia vạch á là mình đã sử dụng hết rồi, sử dụng cho những cái dung dịch khác rồi, do đó là mình lấy một cái cốc khác mà mình đông sẵn, mình chia vạch đó để mình đổ vô cho nó tương đối. Rồi sau khi mà đông được khoảng 68 ml rồi thì mình sẽ châm vô bình. Thì để chính xác anh em cứ làm cái quy tắc tam suất và anh em ra cái số ml anh em cần đổ thôi ha, không có gì khó hết. Rồi nếu như mà anh em thực hiện cái việc mà xúc rửa như thế này đó thì làm cho cái động cơ của chúng ta là nó luôn ở cái trạng thái là khỏe mạnh, sạch sẽ ha, ít bị đóng mũi than cặn đồ, thì giúp cho xe của chúng ta nó hoạt động trơn tru hoàn hảo, ít có những cái bị bệnh lặt vặt, đỡ phải đi thợ thầy này nọ. Thì nếu như mà anh em mà chịu khó làm cái này là bảo đảm là thợ thầy ở ngoài là có khả năng là bị thất nghiệp. Rồi sau khi mà mình đổ dung dịch này xong, mình đề máy lên chút xíu, sẵn mình cho anh em nghe cái tiếng động cơ ở cái cây số là khoảng 14.000 cây số đó, cái tiếng động cơ đặc trưng của dòng DOHC anh em ha. Ở những cái nước đầu á thì nghe nó hơi xào, nhưng từ từ khi mà cái bơm xăng nó hoạt động, nó bơm lên đầu bò rồi, tiếng nó nghe nó êm lên ha. Anh em thông cảm, tại vì xe mình mấy bữa nay đi trời mưa đó nên nó cũng hơi dơ. Thì nay là tháng 5 rồi, chuẩn bị vô mùa mưa rồi, thì anh em là quan tâm là vệ sinh rửa xe cho nó sạch để tránh là bị đi mưa về á nó dính bùn sình, nó dễ bị reset, nó mau xuống xe ha. Rồi để mình qua bên đây mình cho anh em nghe cái tiếng động cơ, nghe tiếng bô. Đây là tiếng bô xin ha, nghe âm thanh đã mà anh em, nghe lực chứ, nó ngon lành ha. Cần gì đi móc bô rồi đi bô độ tào lao làm gì, nghe này cũng đủ phê rồi. Rồi còn đây là cái tiếng lóc nồi đó, có tiếng cành 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 cành. Biết tay luôn. Rồi để cho anh em coi dòng tua máy. Đây mình sẽ ruộn ga lên. Đó, lên tới 12-13 ngàn. Anh em để ý ha, tới khoảng từ 11 ngàn trở đi á là cái dòng tua nó hơi chậm một chút xíu ha, tới cái ngưỡng rồi. Rồi thì anh em đang theo dõi cái video mình thực hiện cái món bảo trì bảo dưỡng ở cái cây số 13.000 ha. Thì cái video này là hướng dẫn và chia sẻ với anh em về cái cách mà chúng ta dùng cái dung dịch xúc rửa cái khoang buồng đốt động cơ, injection cleaner hoặc là carbon cleaner. Cảm ơn anh em đã theo dõi cái video này nha. Thì video sau thì mình sẽ làm cái hướng dẫn về thay cái lọc gió, là đó cũng là một trong những cái hạng mục mà chúng ta nên làm ở cái số là 13.000 cây. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi, anh em nhớ đăng ký kênh, like, subscribe, ủng hộ kênh nha. Xin chào.